Cha mẹ ơi, cha mẹ đâu rồi? Con sợ quá, con sợ quá, mau trả lời con đi. Ồ, gì thế kia? Một con mồi còn nhỏ à? Hay lắm, đúng lúc ta đang đói bụng. Này, cha mẹ của ngươi ở đây, cha mẹ của ngươi ở đằng này nè. À, ai vậy, ai vậy, ai thấy cha mẹ của tôi vậy? À, chết tiệt, là một con chim khổng lồ. Đúng vậy, giờ thì hãy chui vào bụng của ta đi. Chắc có lẽ cha mẹ của ngươi cũng ở trong đó. Trả ta ra, trả ta ra. Không kịp, không kịp. Hả, sao nó bị đút vào bụng rồi còn có thể la lối âm sầm thế này? Hả, bụng của mình. Đáng ghét, đáng ghét. Ta sẽ mời bụng của ngươi chui ra ngoài. Rọc, rọc, chết tiệt. Mình cũng đã lớn hơn rồi hay sao? Suốt mấy ngày mấy đêm tìm kiếm cha mẹ, không biết bao nhiêu kẻ thù đã nuốt mình vào bụng. Mình cũng đã học cách moi bụng chút, ăn ngược lại ra ngoài. Bây giờ biết đi đâu để tìm họ đây. Cái con kiếm này, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Bông, bông, làm vợ của ta đi. Ta cô đơn lạnh lẽo, ta chịu hết nổi rồi. À, gì thế này? Một thứ quái vật năm đầu đang ép một con trăng cái làm vợ của mình à? Chết tiệt, giữa thành thiên bạch nhật sao ngươi lại dám giở trò đồi bại như thế chứ? Mẹ kia, mày định giành cái với tao à? Chết đi, chết đi. Còn ngươi nữa, ngươi định xàm sỡ ta đúng không? À, hiểu lầm rồi bà chị. Tôi tới đây giúp đỡ bà chị thôi, chứ không có ý gì cả. Ngươi giúp đỡ ta, ta không có. Ngươi ở đâu sao lãng vãng tới đây? Nơi đây gần hang ổ trứng của ta, có phải ngươi tới đây để đăng cấp trứng đúng không? Không phải, không phải, bà chị bình tĩnh đi. À, hang ổ trứng, tôi nở ra từ một trong những cái trứng đó mà. Không lẽ bà chính là mẹ của tôi? Mẹ ơi, là con đi nè. Gì chứ, là con à, con đã lớn như mày rồi à. Còn các anh em của con đâu? Tại sao mẹ lại bỏ bọn con chứ? Lúc con sắp nở, đã xuất hiện một con sâu dưới lòng đất. Nó đã đập vỡ rất nhiều trứng, ăn thịt bọn con. Còn may mắn nở ra sao, nên đã bỏ trốn được. Mày xin lỗi, mày xin lỗi. Mày không cố tình bỏ các con đâu. Mày đang đi kiếm thức ăn thì bị tên chúa tể ma vương nhìn thấy xinh đẹp nên đã bắt mày làm vợ. Mẹ đã chống cự hắn, hắn đã đánh mẹ, đâm dập hết lục phủ ngũ tạng. Mẹ canh lúc hắn ngủ liền bò về đây. À, tôi khổ kiếm đó, con phải giết chết hắn bảo tù cho mẹ. Đừng đi, đừng đi. Mẹ chỉ còn một mình con là con, mẹ không muốn bắt con đâu. Mau lên, mau lên, nhận lấy viên ngọc tu luyện của mẹ, nó sẽ giúp ích cho con. Không, không, mẹ ơi, mẹ ơi. Rốt cuộc viên ngọc của mẹ có sức mạnh gì? Sao mình tu luyện cả năm trời nhưng chẳng thấy tác dụng gì cả? Không lẽ mình đã tu luyện nó sai cách hay sao? Chết tiệt thật, không có ai chỉ cho mình cả. Bụng của mình lại đánh trống lô tô rồi, phải nhanh chóng ra ngoài kiếm thứ gì đó lót dạ mới được. Đúng là ở cái hang động này rồi, có một cục đá hung hãn để tu luyện. Đúng thứ ta cần, ta sẽ bắt ngươi về chế tạo thuốc độc cho ta. À, cái đó vậy? Ngươi là ai sao trông gớm ghiếc thế này? Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ngươi là một thứ vô cùng quý hiếm đặc biệt để bào chế thuốc độc. Ta sẽ bắt ngươi mà giết chết ngươi. Cái gì chứ? Ta không phải là thứ để cho ngươi chế tạo thuốc. Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Mẹ kiếp, thứ quái gì gớm ghiếc này? Đúng vậy, ta quái gì gớm ghiếc bởi vì ta là một con yêu tinh. Ta phải hấp thu những thứ độc nhất trên đời để cường hóa pháp thuật của ta. Chết tiệt, không, không. Thứ
cái gì phát sáng bay ra ngoài thế? Thân xác của mình, thân xác của mình. Thì ra đây chính là sức mạnh viên ngọc tu luyện mà mẹ đã trao cho mình. Nó sẽ giúp bảo vệ linh hồn của mình nguyên vẹn. Được khi có một thân xác kìa, tới đó nhập vào thôi nào. May quá, may quá, thân xác này vừa vặn với mình quá. Hình như cũng là một loài rắn to lớn. Được rồi, mau mau chuồn khỏi cái nơi quỷ quái này. Đúng lại này, đúng lại, đúng lại. Ồ, hình như có ai kêu mình thì phải. Em ơi, em yêu ơi, cuối cùng em đã sống lại rồi hay sao? Hả? Người, người là ai? Có phải em còn đang giận anh nên giả vờ không nhận ra anh đúng không? Anh là chúa tể ma vương ở đây nè. Anh lỡ tay đánh chết em, để thân xác của em ở đây. Thật không ngờ khi anh quay lại thì thấy em còn sống thế này. Hay lắm, hay lắm. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một linh hồn của rắn nhập vào cơ thể này thôi. Không, không phải là con rắn này thật sự đâu. Cái gì? Người nói cái gì? Người là chúa tể ma vương, chuyên bắt những động vật khác làm vợ của mình. Khổ kiếp, người chính là kẻ đã hãm hại giết chết mẹ ta. Hả? Gì vậy? Em nói lẩm nhẩm sao lại tấn công anh thế này? Chết tiệt, có phải em chết đi sống lại, đầu óc bị u mê rồi phải không? Khổ kiếp, ta phải báo thù cho mẹ ta. Chết tiệt, chết tiệt. Đúng vậy, anh đã bắt nhiều con rắn làm vợ rồi. Em là con rắn đẹp nhất. Được rồi, em nằm ở đây, anh sẽ kêu đám thuộc hạ tắm rửa sạch sẽ cho em, rồi chúng ta động phòng ho chút. Không, không. Chết tiệt, đây, đây, đừng đi, đừng bỏ rơi em. Lại đây, lại đây. Chúng ta hãy động phòng ho chút ngay bây giờ được không? Đừng bỏ em mà. Hả? Như thế này, em hồi tâm chuyển ý rồi à? Còn háo hức muốn chúng ta làm ngay bây giờ tại nơi đây hay sao? Hay quá, em thật là hư đó nha. Nhưng mà người của em đau quá, chắc gãy mấy chục cái xương rồi. Anh có thể truyền cho em một nửa công lực của anh được không? Lúc đó em khỏe mạnh rồi, chúng ta sẽ ân ái với nhau suốt đời, anh chịu không? Cái gì chứ, truyền cho em một nửa công lực à? Anh phải khó khăn lắm mới tu luyện được đó. Thôi được rồi, coi như chúng ta sẽ là vợ chồng, mọi thứ đều là của nhau. Vậy thì hãy nhận lấy nè. Hay quá, hay quá. Thì ra ngươi là một con sư tử vàng. Đúng vậy, anh đã tu luyện hàng vạn năm mới có được pháp lực cao cường thế kia. Truyền cho em một nửa rồi, anh quay về hình dạng ban đầu của mình. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng động phòng đi, anh háo hức lắm rồi. Cuối cùng ta đã có được năng lực vạn năm của ngươi rồi. Bây giờ đánh nhau với ngươi chưa chắc gì ta đã thua. Thật khốn kiếp, ngươi đừng hòng đụng vào người của ta. Chết, chết tiệt, em nói cái gì vậy? Hả? Khốn kiếp, ngươi dám lừa ta. Chết tiệt. Chết đi, chết đi. Thật khốn kiếp biến thái như ngươi, chết trăm ngàn lần cũng không thể nào rửa hết tôi. Ngươi đã hại không biết bao nhiêu sinh vật cái, trong đó có mẹ của ta. Ngươi đã ép chết bại. Ngươi có biết bảy còn có con nhỏ đang chờ bảy trở về hay không? Khổ kiếp, mẹ của ngươi là ai? Sao ta nhớ được chứ? Đúng là thứ chết tiệt quá. Tôi càng nói, ta càng muốn băm ngươi ra thành trăm mảnh. Ngươi đã hãm hại không biết bao nhiêu sinh vật rồi. Ta sẽ thay thế cho họ, thay thế cho mẹ ta, trả thù và giết chết thứ xấu xa như ngươi. Mẹ kiếp ơi, mau trả lại năng lực vạn năm cho ta. Người muốn lấy lại à? Vậy thì xuống địa ngục mà lấy. Ta sẽ giết chết ngươi, băm ngươi ra thành trăm mảnh, cho lũ côn trùng xé xác ngươi, rồi thay thế ngươi trở thành chúa tể ở cái ma giới này. Ta sẽ khiến cho những kẻ nào độc ăn đều phải chết hết. Khốn kiếp!